Rồi, căn nhà địa chỉ số 171 sẹt sẹt ha, đây ha. Rồi, này là bên hông. Ở nhà này là hướng tây đúng không anh? Hướng tây nam. Hướng tây nam nè, bên hông nhà mình nè ha. Còn phía sau nhà mình đó, dài tới đó dài 12 mét mấy. Đó, căn này một trệt với một lầu ha. Bên hông có cây khế này. Cây sari này. Mận sân ha, khế ha. Đó. Đây có cái sân rộng rộng ha. Đây. 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 Lối đi qua đây. Hẻm ra hẻm chính nè. Hẻm chính nè. Rồi rẽ phải rẽ trái thì được hết luôn ha. Rồi căn này này hẻm trước nhà nè, hẻm trước nhà nè ha. Ở nhà ngang đây là 4 mét, nó ngang 4 mét nè, dài 12 sao nó tốp xuống còn 3 mét, nhưng mà tốp còn thiếu. Ở nhà thì đang làm cao hơn mặt hẻm là khoảng 7 tấc 8 tấc gì ha. Có cái sân đó, rào sắt bảo vệ rồi, cửa lùa, trong là cửa sắt. Đoạn này là đoạn vuông vắng ha. Bên hông nè, ở bên hông nhà mình đây ha. Ở bên hông nhà nè có cái khế rồi, có cái khế, có cái sân rồi. Đây ha. Diện tích đất được công nhận là 41 mét nha. Đó, phía sau nè. Đó, cái đoạn này là từ đây nè, phía sau nó tớp lại cứu đuôi là còn 3 mét. Đoạn này thì khoảng từng 4 mét. 8 mét đầu là vuông vắng nha. À, tám mét đầu là vuông vắng ha. Nhà một trệt với một lầu. Hẻm 171 đường Tôn Đản, phường 15, quận 4, giáp ranh với quận 1 luôn. À. Khúc này là khúc vuông vắng nha. Đó, từ đây nè. Nó dài nè, rồi chú nhiều bạn đếm nè, từ đó nè, ra đây nè. Đó, từ đó 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17. 17 còn thêm cái sân nữa ha. 17 là còn thêm cái sân nữa nha. Đó. Đây thuộc phường 15 quận 4 nhà hướng tây nam ha. Đó, phía sau nè. Đây, phía sau nè chưa mở đèn. Phía sau nè. Phía sau nhà mình là sân nhà của người ta. Sân nhà người ta. Đây cái nhà vệ sinh trên lầu, hai nhà vệ sinh ha. Còn bên đây thì có cửa sổ, có cây khế. Đây sát bên quận 1 luôn nha. Qua quận 1 rất gần, ở đây còn khoảng trống nè. Rồi, ở đây. Đây cái cửa nè. Cái sổ nè. Sân phía trước nè.
Đây có một phòng ở trên lầu, phòng trước, phòng sau. Có ban công phía trước luôn ha. Rồi, đây là cái sân. Sân phía trước nè. Cái sân bên hông nhà chứ. Sân bên hông nhà. Đó, sân bên hông nhà. Đây là cửa phía trước, rèm màn rồi ha, hướng Tây Nam nè. Ban công phía trước. Thêm một cái máy ngói nữa ha. Rồi, nhà thì đúc giả nha. Cửa sắt. Mua bán sổ hồng khí công tức, công chứng sang tên. Diện tích đất được công nhận là 41m nha. Diện tích đất được công nhận 40m, 51m. Và hoàn công là 70m. Này tắt đèn thử cho xem nè, vẫn sáng choang ha. À, đây còn cái đèn, tắt luôn nè. Tắt hết đèn luôn, vẫn sáng choang ha. Đây là không còn cái đèn nào luôn nè. Hẻm 171 đường Tôn Đảng, phường đây là phường 15 quận 4 thành phố Hồ Chí Minh nha. Tới quạt. Rồi, phía ngoài. Chủ nhà kêu bán căn nhà này giá là 3 tỷ rưỡi nha cô chú anh chị. 3 tỷ rưỡi nha, giá này còn thương lượng nha. Cô chú anh chị bạn nào quan tâm thì liên lạc với Hồng. Hữu Hồng không có quay địa chỉ cho cô chú anh chị bạn xem. Liên lạc với Hồng để đi xem 0933797979, kênh YouTube Nhà Đất Sài Thành ha. Nhà hướng Tây nha. Tây Nam. Đó, đây thì cái nền nhà mình cao hơn đường ngoài là khoảng 7 tấc. Không cao ráo, không ngập nước ha. Đây. Rồi, đặc biệt là bên hông nhà mình là có cây khế, cây mận ha. Cây khế, cây mận ha. Rồi không gian để xe đồ rất là thoải mái luôn nha. Và xin nhắc lại thông tin của căn nhà này là căn nhà nằm ở hẻm 171 đường Tôn Đảng, phường 15 quận 4 thành phố Hồ Chí Minh. Ngang phía trước là gần 4m, cái đuôi nó có tớp lại đoạn cuối 4m, cuối là nó có tớp lại còn 3m. Tớp xéo vô còn 3m. Đó, diện tích đất được công nhận 41m. Và nhà một trệt một lầu có hoàn công luôn. Chủ đang kêu 3 tỷ rưỡi. Có thương lượng ha. Rồi hẻm 171 nha cô chú anh chị. Số điện thoại liên lạc là 0933797979 nha.